rồi các bạn đến với kênh của bạn Tài Xế Vlog. Và sáng nay mình sẽ làm cái món cơm chiên lạc xưởng với lại cá viên nha các bạn. Bây giờ ở đây mình có 4 khúc lạc xưởng, mình đã sắt được hết, mình đã cắt được hết ra 2 khúc rồi. Ở đây cá viên với lại đậu que nè các bạn. Lạc xưởng á là mình sẽ cắt hạt lựu nha các bạn. Đó, mình đã cắt hạt lựu rồi nè. Còn đậu que mình sẽ cắt đậu. Rồi các bạn thấy mình cắt khúc rồi. Cắt khúc ngắn ngắn thôi. Mình sử dụng 4 khúc lạc xưởng nha các bạn. Nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ bắt đầu mình xào nha các bạn. Ở đây mình sử dụng 3 tép tỏi, có 3 tép tỏi. Đó, mình đã băm sẵn rồi. Mình sẽ phi vàng. Toàn bộ lạp xưởng, đậu que với lại cá viên vậy nha bạn. Bỏ vừa vàng thôi, mình bỏ vô. Mình xào cho chín. Mèo cho nó chín lạc xưởng, chín cá viên mà mình mới bỏ cơm như nha các bạn. Bỏ sớm là nó sẽ không kịp chín. Nhưng mình chiên mình để lửa lớn á. Đấy, lạc xưởng bắt đầu chín rồi các bạn. Cái này có thêm cà rốt nữa thì càng tốt, mà tại vì sáng trời mưa quá mình không có đi chợ được. Lạp xưởng thì nó ra nhiều mỡ lắm. Mỡ vớt nha các bạn. Nó bỏ mỡ vớt để một lát nó sẽ lát nhiều mỡ lắm. Ăn ngán. Được rồi.
Rồi cho nên mình bỏ khoảng 2 chén cơm nha các bạn. Tí xíu bột ngọt thôi các bạn, cho một ít hạt cà no. Rồi mình sẽ cho vào đây khoảng một muỗng nước mắm. Rồi nhiều nước mắm quá nó sẽ bị mặn nha các bạn. Rồi cái món cơm chiên cá viên lạp xưởng của mình bây giờ chín rồi nha các bạn. Đó, mình hấp dẫn lắm rồi đó. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và múc cái dĩa. Cho vào đây một tí xíu tiêu nha các bạn. Cho vào đây một tí xíu một trái ớt. Thì mình thích ăn ớt. Rồi, các bạn thân mến, món cơm chiên cá viên lạp xưởng của mình đã xong rồi các bạn. Mời các bạn ăn thử cùng mình ha. Đây, mình để cận cảnh cho bạn coi nè. Giờ khi mình ăn để mình nếm thử nha. Hơi lạc tí, tại vì món cơm chiên mình trường hao ra. Khi mà hơi lạc á, mình sẽ chan chút tương vô ăn là vừa nha bạn, chứ để mặn quá thì nó sẽ không ngon nha các bạn. Rồi, xong. Các bạn thân mến, món cơm chiên chả cá lạp xưởng của mình xong rồi. Mời các bạn ăn cùng mình nha.
Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử và cảm nhận cái món cơm chiên lạp xưởng như thế nào. Mình sẽ nói cho các bạn nghe ha. Đây là cái viên nè. Cái viên nó dai dai. Dai dai, cái viên này nó đã ướp đồ rồi, cho nên là nó vừa ăn lắm các bạn. Sáng nay ngoài đường trời mưa cho nên là ở nhà làm cơm chiên ăn là rất là ngon nha các bạn. Còn ngoài đường trời mưa gỡ rít cho nên là mình ăn sáng xong mình sẽ đi mua cháo cho con mình và đi làm luôn các bạn. Không để đi vòng ra vô mưa ướt. Ngon quá. Cái lạp xưởng là mình chiên á, nó chín, nó giòn gụm rồi các bạn. Rất là ngon luôn. Cái liên chiên thì dai dai. Đậu que à. Nó chín, nó giòn. Nó là rất là vừa ăn luôn các bạn. Lúc mà mình còn nhỏ, nếu mình còn đi học phổ thông á, khá phổ thông mình cũng hay chiên cơm. Mà chiên cơm ở quê á là không có được lạp xưởng gì đâu bạn, để chiên nước mắm bỏ đường một ngọt vô ăn thôi mà rất là ngon. Ở quê mà mỗi lần muốn ăn gì ra chợ khó ngon đâu. Thôi tuyệt vời luôn. Ăn nó hết rồi. Ngon các bạn ơi. Lạp xưởng thường á, các bạn chiên á thì các bạn phải dùng nước chứ không có được chiên trực tiếp bằng dầu. Tại vì là thưởng này mình làm món chiên cơm cho nên là mình cắt nhỏ rồi mình chiên trực tiếp nó giòn nó chín nha các bạn. Còn nếu các bạn chiên nguyên có hòa thưởng chắc chắn nó sẽ không chín. Các bạn thân mến, thì hôm nay á mình chỉ có bao nhiêu đây để mình chia sẻ cùng tất cả các bạn ha. Món cơm chiên cá viên lạp xưởng rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bà Ngân Tài Xế Vlog, và nếu cảm thấy hay hãy like, share, đăng ký và nhấn chuông ủng hộ Bà Ngân Tài Xế Vlog nha các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.